Chỉ cần trả trước 100 triệu tương đương với 30% thì bạn sẽ sở hữu một cái lô đất ngang 4,5 dài 30 tại xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đó. Các bạn thấy cái lô đất này là đã được rào lưới B40 rất là hoàn chỉnh ha. Chi phí làm hàng rào là tầm khoảng 10 triệu. Các bạn thấy cái xung quanh đây, cái khu này nó có tầm khoảng 10 lô. Và các bạn thấy ở đây là đất của người ta ha, mỗi một cái lô đất là một cái người chủ khác nhau. Đó. Và cái lô đất này nó cách huyện lộ 16C tầm khoảng chừng 80 mét thôi. Đó, mình đi ra đường nhựa là 80 mét. Giá bán của lô đất này là 340 triệu và mình chỉ cần trả trước 30%, sau đó bên Quy sẽ sang tên sổ hồng bàn giao đất, và sau một tháng sang tên xong thì sẽ hỗ trợ vay ngân hàng 70%, thời gian vay từ 1 năm cho tới 20 năm, lãi suất là 1,1% một tháng, tức là mình vay 100 triệu thì lãi là 1 triệu mốt một tháng, lãi suất giảm dần hàng tháng sẽ theo gốc còn lại. Ở đây thì bên Quy hỗ trợ cho vay đối với người mua ở 6 tỉnh, đó là Tiền Giang và 5 tỉnh giáp với Tiền Giang, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Đây là một cái lô đất mà pháp lý rất là hoàn chỉnh, sổ hồng riêng, đất cá nhân, cho nên đủ điều kiện để ngân hàng phê duyệt ha. Người mua chỉ cần đáp ứng là có thuộc cái căn cước công dân nằm tại địa chỉ 6 tỉnh Quy vừa nêu và không có bị nợ xấu thì gần như là ngân hàng sẽ được duyệt hồ sơ vay. Tất nhiên mình vay thì mình sẽ phải có cái nguồn thu nhập ổn định để trả nợ. Để chứng minh nguồn thu nhập thì có nhiều cách chứng minh thông qua trao đổi trực tiếp, chứ không phải là chỉ căn cứ vào cái sổ kê ngân hàng các bạn. Đây là cái đường đi vô đất ha các bạn, tức là mình đi tầm khoảng 80 mét thì mình sẽ đi tới cái miếng đất ha. Dạ. Tại ngay chỗ này là cái cổng chào của Ủy ban dân xã Long Vĩnh. Đó. Bạn thấy đây là mình đi tới xã nông thôn mới Long Vĩnh nè. Ở vị trí này. Đó, kế bên cái lô đất mình đi tới chút xíu thì mình sẽ gặp trường tiểu học Nguyễn Văn Quyên, cơ sở 2 ha. Đây là đang trong giờ học. Còn đây là cái trạm y tế xã Long Vĩnh ha, cũng cách miếng đất vài trăm mét thôi. Và kế bên cái trạm y tế xã Long Vĩnh chính là cái ủy ban dân xã Long Vĩnh, rất là gần với miếng đất. Đây là ủy ban dân xã Long Vĩnh, các bạn thấy rất là khang trang ha. Đó, còn đây là ủy ban dân huyện Gò Công Tây ha các bạn, phía trước là chợ Vĩnh Bình. Đó, như các bạn thấy đây là trung tâm của huyện Gò Công Tây, thị trấn Vĩnh Bình. Từ lô đất mình đi ra đây tầm khoảng 5 cây số, tức là mình đi tầm khoảng 7-8 phút.